loanh quanh 100 triệu đồng để sở hữu được chiếc điện thoại mang thương hiệu Vertu, kiểu dáng đẹp, mẫu mã mới và đặc biệt hiện đại nhất hiện nay, thì chiếc điện thoại Vertu Meta là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ, cùng Kỳ Lân đi unbox chiếc điện thoại Vertu Meta New chính hãng tại Kỳ Lân Luxury. Wow, cảm nhận điều đầu tiên là mùi thơm. Cảm nhận điều đầu tiên là cái mùi của cái hộp này, của đồ mới á, nó đưa vào mũi mình. Ngoài hộp bảo vệ bên ngoài ra thì bắt đầu mình sẽ thấy được cái phần hộp chính bên trong, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là một cái hộp kéo ra, bao gồm ngăn chứa phụ kiện bên trong và sách hướng dẫn cũng như là các phụ kiện đi kèm. Đây là gồm cái miếng dán đi kèm, miếng dán màn hình. Chiếc điện thoại Vertu Meta này là bản 5G nha. Đây là cái miếng để lau điện thoại, rất là mịn để mà mình lau điện thoại cho sạch sẽ, rất mịn luôn. Tiếp đến là phần quan trọng nhất của chiếc điện thoại chính hãng là cái thẻ chính hãng. Đây là thẻ chính hãng. Và kèm theo nữa là một cái cây để mình chọt sim. Và tiếp tục trong cái ngăn chứa này gồm có tiếp tục là củ sạc. Wow, củ sạc nhìn là biết quá xịn sò rồi. Cái củ sạc thôi mà cái phần mặt tiền của củ sạc cũng rất là sang và đẹp, được làm từ chất liệu rất là cao cấp nữa. Và đây là củ sạc, sạc rất là nhanh. Dây cáp chắc chắn là hai đầu tây si rồi. Đây là dây cáp hai đầu tây si. Mỗi cái phụ kiện sạc hoặc là bất kỳ cái phụ kiện gì để kèm cũng được để trong bì giấy hoặc là túi vải nhung, rất là giá trị. Đối với củ sạc và dây cáp sạc thì để trong túi vải nhung rất là xịn sò. Đối với những cái phụ kiện khác, những cái thông tin khác thì để trong như thẻ đi, thì để trong bì giấy rất là sang. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm chính. Wow, rất là giá trị. Bởi vì được để trong một cái ngăn chứa rất là an toàn về sự chống sốc cũng như là chất liệu, làm cái ngăn chứa này cũng vô cùng là giá trị và sang. Để xem được thực tế nhất, cận cảnh và chi tiết đẹp nhất của chiếc điện thoại Vertu Meta này thì bắt buộc phải khui tem này ra. Wow, cầm rất là chắc chắn là cảm nhận đầu tiên. Ống ánh sang trọng là cái cảm nhận về ánh nhìn thứ hai. Đối với những cái sản phẩm mà đồ cao cấp, nhất là trong cái sản phẩm điện thoại cao cấp, đặc biệt là Vertu, thì hầu như những sản phẩm đều đa số sẽ được kết hợp phối với phần da thì tùy vào mỗi dòng sản phẩm sẽ kết hợp với da bê này, hoặc là da cá sấu, da thằn lằn vân vân. Thì đây là chiếc điện thoại mix với phần lưng là da bê. Da bê này là da bê Togo nên là rất là mềm và cầm rất là sướng tay. Đây, để thử đi, anh nghe thử để sang như thế nào nhá. Wow, chiếc điện thoại này thì mới vừa ra đời của hãng Vertu, và chị Lân rất là vinh hạnh khi được unbox new để giới thiệu đến tất cả quý khách. Ở phía sau thì được thiết kế kết hợp giữa phần da nè, sự bóng bẩy của phần thân vỏ, sự sang trọng của phần da bê và sự bóng loáng của phần nguyên cụm mặt phía sau, phần ngay camera, kết hợp với nhau tạo thành một cái giá trị về sang trọng cũng như là đẳng cấp và tinh tế. Và về thiết kế nút nguồn cũng như là nút âm lượng thường sẽ được thiết kế hai bên, thì chiếc điện thoại Vertu Meta này cũng không ngoại lệ. Nút nguồn nằm ở giữa, ở sườn bên phải,
chính diện màn hình chúng ta nhìn vào, và nút âm lượng thì ở trên. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ khởi động lên, nhấn giữ luôn nút nguồn vài giây thì ngay lập tức đó đó đó, cái logo V2 này mới giá trị nè, cái logo V2 này mới là đặc biệt nè. Và âm thanh khởi động quen thuộc của V2. Và đây là bản quốc tế, chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Và đến lúc thực hiện thao tác rồi thì Kỳ Lăng xin phép tháo bao tay ra để mà Kỳ Lăng thao tác cho nó nhạy nhảm để cảm nhận được. Đây là bản quốc tế thì chúng ta sẽ chọn luôn ngôn ngữ là tiếng Việt. Chúng ta bắt đầu. Lúc này sẽ kết nối với mạng di động, thì chưa bỏ SIM vào thì bỏ qua luôn. Thiết lập mà không có mạng, Kỳ Lăng cũng không dùng Wi-Fi luôn. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh ngày giờ, Kỳ Lăng cái net hết qua đi để cho Acti vào. Cài khuôn mặt, cài vân tay, cài mật khẩu. Rất là tính năng thông minh hầu như của những chiếc smartphone cần phải có. Giao tiếp thông minh 5G. 5G thích ứng thông minh, tăng tốc mạng Wi-Fi kép. Wow, tính năng change phone. Phone switch để mà chúng ta đồng bộ dữ liệu từ máy này sang máy kia. Thì khi mà chúng ta đổi điện thoại thì dùng tính năng này rất là hay. Tất cả dữ liệu từ máy cũ sẽ sang hết máy mới. Tạm thời thì Kỳ Lăng bỏ qua để một cái chiếc máy mới hoàn toàn. Đây là giao diện khi bắt đầu chuẩn bị khởi động vào màn hình chính. Đó, đó, đây là cái chỗ mà Kỳ Lăng cũng thích nhất ở chỗ chiếc điện thoại V2. Hầu như những chiếc điện thoại V2 cảm ứng thì Kỳ Lăng thích nhất là cái chỗ mà đồng hồ hiển thị trên cái giao diện nè. Rất là đẹp, rất dễ thương, rất là sang. Sau khi mình cầm cảm nhận rồi, mình nhìn thấy sản phẩm đẹp mắt như thế nào rồi, và bây giờ mình lướt thử thì Kỳ Lăng cảm nhận được là mượt và rất mượt, rất mạnh. Đây là thông tin về cấu hình của chiếc điện thoại. Tên thiết bị là Meta V2, kiểu máy, phiên bản Android 12. Điện thoại này sử dụng được 2 SIM nên có 2 cái eMemory, để số series, CPU, ROM. ROM là 512, RAM là 12GB. Wow, cấu hình này tương đối là đỉnh. Và đây hiện tại là cấu hình đỉnh nhất trong thương hiệu điện thoại V2 hiện nay. Và khi phiên bản này ra đời thì chắc chắn sắp tới Kỳ Lăng sẽ có những phiên bản này và được custom thay thế toàn bộ phần vỏ này bằng vàng và custom kim cương theo yêu cầu. Kể cả phần da này nếu muốn làm bằng vàng luôn, Kỳ Lăng vẫn làm. Bây giờ Kỳ Lăng test camera hết nha. Số phong rất là rõ, auto focus rất là chuẩn. Rồi bây giờ mình xem lại thành quả mà mình mới chụp. Wow, có chụp chuyên nghiệp nữa ha. Nhiều chức năng lắm. Nói chung là chiếc điện thoại này là đủ để chơi. Hiện tại thì Kỳ Lăng chưa lột các anti của màn hình ra, và Kỳ Lăng đang thao tác trực tiếp qua các anti đó luôn. Nhưng mà vẫn rất là nhạy luôn. Rất là nhạy, rất là nhẹ. Và cấu hình cũng mạnh. Và chỗ thích nữa là cái chỗ mà màn hình giao diện cái thêm có cái đồng hồ V2. Mình like, mình xoay qua xoay lại nó cũng có độ bóng theo. Kỳ Lân Luxury chuyên tất cả điện thoại V2 chính hãng, từ hãng điện thoại V2. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.